Vì Freiburg là một cái cộng đồng rất là thân thiện và mọi người lúc nào cũng thân thiện với nhau, thì tới đây thì mình cứ mở rộng và mình đừng có ngại ngùng gì hết, thì cứ làm quen với người mới và tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Cái cuộc sống ở ở Freiburg thì nó cũng rất là phong phú, tại vì nó cũng tràn ngập nhiều bạn bè đến từ đất nước khác nhau, và mình cũng được hang out cuối tuần cùng các bạn ấy để làm những hoạt động khác nhau. Mình thích học môn tiếng Anh nhưng mà cô giáo yêu thích của mình lại là cô Swayze, cô dạy môn lịch sử và cô có nhiều phương pháp dạy rất là hay. Ví dụ là cô đã giới thiệu cho lớp một cái website để research và có rất là nhiều bài viết các trên đấy mà mình có thể dùng để cho những cái bài luận.